Nam mô Bố Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp Bố Đa Tham Ma trên Bo Talk mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney từ 11 giờ đến 1 giờ sáng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi đọc lễ Tam Bảo. Xin kính mời sư phụ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, chúng con xin thành kính tri ân sư phụ Minh Hạnh đã từ bi làm đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, con xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ con xin cung thỉnh Thượng Tọa Tế Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ. Anh đồng bộ thai vậy.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thiên Tăng. Xin cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Kính lễ Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh cũng có tên là Mã Thô Asapura, nhưng là tiểu kinh Chulasutta. Trong bài kinh 39 chúng ta học về đại kinh Mã Thô. Mã Thô là một địa danh của dân chúng xứ Ấn. Ở nơi này Đức Phật đã dạy hai bài kinh rất quan trọng. Một bài đại kinh thì Đức Phật đã dạy về những cái pháp tác thành sa môn, thamma samana karana. Và trong bài kinh, trong bài tiểu kinh này thì Đức Phật ngài dạy về tư cách của một vị sa môn chân chánh, Samādhi Patipadā. Nếu hai bài kinh này gộp lại thì chúng ta sẽ có một hình ảnh một vị sa môn đặc biệt, đúng nghĩa vị sa môn chân chính. Ở trong bài kinh này Đức Phật nói đến một vị mà có được sự đoạn trường của 12 cái ác pháp: tham, tâm, sân, tâm, phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha, nó hại, tật đố, sang tham, lừa đảo, mang trá, ác dục, tà kiến. Thì đó là xứng đáng một vị sa môn. Còn nếu không là như vậy thì không xứng đáng. Và song song đó Đức Phật ngài còn tuyên bố một sa môn hạnh không phải tùy thuộc vào cái hình thức là mang đặng để y sống loại thể, sống theo bụi, sống theo lễ nghi, sống dưới gốc cây, sống ngoài trời, sống theo hạnh đứng thẳng, ăn uống và định kỳ, hay sống theo tu thuật, hoặc là sống theo bệnh tật. Và Đức Phật ngài cho những cái thí dụ rất đặc biệt. Thí dụ như nếu mà mang y tăng về lê và thành một vị sa môn chân chính thì người ta đã cho những đứa bé chào đời đắp y trên mình thì nó đã trở thành một vị sa môn chân chính rồi. Đó là một trong những thí dụ mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy. Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Đăng, vị giảng sư của chương trình, sẽ giảng giải rộng rãi ý nghĩa này. Bây giờ thì xin kính cung thỉnh sư Nguyên Thông đọc cho chính kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Thượng Tọa Tiểu Siêu đọc bài Tiểu Kinh Mã Thôn Chula Asbura Chúta, phân đoạn 185 đến 187. Cũng như bài kinh trước, kinh số 39, tên bài kinh được đặt theo địa danh có tên là Asupara Mã Thôn. Đây là nơi Đức Phật giảng kinh này, trùng với tên bài kinh trước, nhưng bài kinh này ngắn hơn, cho nên gọi là tiểu kinh. Tên kinh lấy theo tiếng Việt trước đây, thay vì gọi là tiểu kinh xóm ngựa, như đã sang định bài kinh Mã Thôn. Đức Phật giảng giải về Pháp Tác Thành Sa Môn Thamma Samanaka Rana và tiểu kinh Mã Thôn. Này Đức Phật giảng giải về tư cách của Sa Môn chân chánh Samyutipatipada. Bậc đạo sư chỉ rõ những hành thức lập hạnh bên ngoài không nói lên được giá trị của một tu sĩ, mà chính là nội tâm không bị ngự trị bởi bất thiện pháp và có điều ngũ bốn đức, tính từ bi hỷ xả. Số 185. Những hình thức lập vị nào mà Đức Thế Tôn đề cập ở đây? Không ít những tu sĩ thường dành phần lớn thì giờ cho những hạnh mang tánh hình thức vốn được ngưỡng mộ bởi quần chúng, hoặc xưa bài thì nay làm mà không có giá trị thật sự kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng xứ Anga ương già tại một xã ấp của dân chúng Anga tên là Asapura xóm ngựa, lúc bây giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy quân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Sa môn, sa môn, này các tỳ kheo, dân chúng biết các ông là vậy, và nếu các ông có được hỏi các ông là ai, các ông phải tự nhận chúng tôi là sa môn. Này các tỳ kheo, các ông đã được danh xưng như vậy, đã được tự nhận là như vậy, thì này các tỳ kheo, các ông phải tự tu tập như sau: những pháp môn xứng đáng bậc sa môn, chúng ta sẽ tu tập quán pháp môn ấy. Như vậy danh xưng này của chúng ta mới chân chính, và sự tự nhận này của chúng ta mới như thật, và những thứ cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. 186. Những pháp bất thiện nội tại nào mà một sa môn cần phải từ bỏ? Đó là những pháp bất thiện khiến lời nói, hành động và ý nghĩ bị vẩn đục, tham dục, sân hận, phẫn nộ, thùng, giả dối, não hại, tật đố, sang lẫn, mang trá, xảo quyệt, ái dục, tà kiến. Như đoạn sau từ Chánh Kinh, Kinh Văn. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn? Này các tỳ kheo, đối với tỳ kheo có tâm tham dục và lòng tham dục không được đoạn diệt, có tâm sân hận và lòng sân hận không được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ không được đoạn diệt, có tâm thù hận và lòng thù hận không được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối không được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não hại không được đoạn diệt, có tâm tật đố và lòng tật đố không được đoạn diệt, có tâm sang lẫn và lòng sang lẫn không được đoạn diệt, có tâm mang trá và lòng mang trá không được đoạn diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá không được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục không được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến không được đoạn diệt. Này các tỳ kheo, ta nói rằng nếu vị ấy không thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn thì khỏi đoạn diệt được những cấu uế cho sa môn, những tỳ vết cho sa môn, những lỗi lầm cho sa môn, sự đọa sanh vào tọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Sorry. Này các tỳ kheo, ví như một loại võ khí nguy hiểm tên là Matastra, có hai lưỡi rất sắc bén, có thể được bao lại bởi vỏ ngoài và một cái bao. Cũng vậy này các tỳ kheo, ta nói sự xuất gia của tỳ kheo ấy là như vậy. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị mang đại y Sankati chỉ tùy thuộc vào mang đại y. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị lõa thể chỉ tùy thuộc vào lõa thể. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị sống trong thoa bụi và đất chỉ thuộc vào hạnh thoa bụi và đất. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị sống theo lễ nghi tắm rửa chỉ thuộc vào lễ nghi tắm rửa. Này các tỳ kheo,
Ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị sống dưới gốc cây chỉ thuộc vào hạnh sống dưới gốc cây. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào hạnh sống ngoài trời. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một người theo hạnh đứng thẳng chỉ tùy thuộc vào theo hạnh đứng thẳng. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị ăn uống có một định kỳ chỉ tùy thuộc vào ăn uống có định kỳ. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào hạnh sống theo chú thuật. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị bệnh tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bệnh tóc. Này các tỳ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh mang đại y của người mang đại y, nếu lòng sân của người có tâm sân hận được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ của người có tâm phẫn nộ được đoạn diệt, nếu lòng hiềm hận của người có tâm hiềm hận được đoạn diệt, nếu lòng giả dối của người có tâm giả dối được đoạn diệt, nếu lòng não hại của người có tâm não hại được đoạn diệt, nếu lòng tật đố của người có tâm tật đố được đoạn diệt, nếu lòng sang lẫn của người có tâm sang lẫn được đoạn diệt, nếu lòng mang trá của người có tâm mang trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của người có tâm xảo trá được đoạn diệt, nếu lòng ái dục của người có tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến của người có tâm tà kiến được đoạn diệt, chỉ nhờ hạnh mang đại y của người mang đại y, thì những thân hữu quyến thuộc bà con cùng huyết thống có thể khiến cho người đó mang đại y ngay khi người đó mới sanh và khuyên người đó mặc đại y như sau: này hiền nhi, hãy mang đại y. Nếu mang đại y thì lòng tham dục của ngươi có tham dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân hận của ngươi có tâm sân hận sẽ được đoạn diệt, lòng giả dối của người có tâm giả dối sẽ được đoạn diệt, lòng não hại của người có tâm não hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật đố của người có tâm tật đố sẽ được đoạn diệt, lòng sang lẫn của người có tâm sang lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng mang trá của người có tâm mang trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá của người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái dục của người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt, chỉ nhờ mang đại y. Này các tỳ kheo, bởi vì ta thấy người mang đại y nhưng vẫn có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm giả dối, có tâm não hại, có tâm tật đố, có tâm sang lẫn, có tâm mang trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên ta không nói rằng sa môn hạnh của người có tham dục chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ấy. Này các tỳ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ hạnh lõa thể của người lõa thể, chỉ nhờ hạnh thoa bụi và đất của người sống theo hạnh thoa bụi và đất, chỉ nhờ hạnh lễ nghi tắm rửa của người sống theo hạnh lễ nghi tắm rửa, chỉ nhờ hạnh sống dưới gốc cây của sống dưới gốc cây, chỉ nhờ hạnh sống ngoài trời của người sống ngoài trời, chỉ nhờ hạnh sống đứng thẳng của người sống đứng thẳng, chỉ nhờ hạnh ăn uống có định kỳ của người sống ăn uống có định kỳ, chỉ nhờ hạnh sống theo chú thuật của người sống theo chú thuật. Này các tỳ kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục đoạn diệt chỉ nhờ hạnh bệnh tóc của người sống theo bệnh tóc, nếu lòng sân hận của người có tâm sân hận như trên, vân vân, nếu tà kiến của người có tà kiến được đoạn diệt chỉ nhờ hạnh của người sống theo hạnh bệnh tóc, thì những thân hữu quyến thuộc bà con cùng một huyết thống có thể khiến người đó bệnh tóc ngay khi người đó mới sinh và khuyến người đó bệnh tóc như sau: này hiền nhi, hãy bệnh tóc. Nếu bệnh tóc thì lòng dục của ngươi có tâm dục tham dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân hận của ngươi có tâm sân hận, vân vân, tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ sống vào hạnh bệnh tóc. Này các tỳ kheo, bởi vì ta thấy có người theo tà hạnh bệnh tóc nhưng vẫn có tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm giả dối, có tâm não hại, có tâm tật đố, có tâm sang lẫn, có tâm mang trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tà kiến, nên ta không nói rằng sa môn hạnh của người theo hạnh bệnh tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bệnh tóc của vị ấy. 187. Những thiện pháp nào mà một sa môn nên có? Đó là tâm lân mẫn, bi mẫn, tùy hỷ và an nhiên đối với muôn loài chúng sanh. Kinh văn: này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn? Này các tỳ kheo, đối với các tỳ kheo có tam tham dục và lòng tham dục được đoạn diệt
có tâm sân hận và lòng sân hận được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ được đoạn diệt, có tâm hiềm hận và lòng hiềm hận được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não hại được đoạn diệt, có tâm tật đố và lòng tật đố được đoạn diệt, có tâm sang lẫn và lòng sang lẫn được đoạn diệt, có tâm mang trá và lòng mang trá được đoạn diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá được đoạn diệt, có tâm ái dục và lòng ái dục được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến được đoạn diệt, vân vân. Này các tỳ kheo, ta nói rằng nếu vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn thì mới đoạn diệt được những cấu uế cho sa môn, những tỳ vết cho sa môn, những lỗi lầm cho sa môn, đọa sanh vào đọa xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Vị ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác bất thiện pháp, và vị ấy thấy tự ngã được giải thoát. Do thấy tự ngã được gột sạch tất cả những các ác bất thiện pháp, do thấy tự ngã được giải thoát, nên hân hoan sanh. Do tâm hân hoan sanh nên hỷ sanh. Do tâm hỷ nên thân được khinh an. Do thân khinh an nên an lạc thọ sanh. Do an lạc nên tâm được thanh địch được định tịnh. Vị ấy an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với bi, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên xứ. Vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với bi, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với hỷ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với hỷ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Này các tỳ kheo, ví như một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ. Nếu có người từ phương đông đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi khô cổ, đắng họng khát nước, người ấy đi đến hồ sen ấy giải trừ khát nước và giải trừ nóng bức. Nếu có người từ phương tây đi đến, nếu có người từ phương bắc đi đến, nếu có người từ phương nam đi đến, nếu có người từ bất cứ ở đâu đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi khô cổ, đắng giọng khát nước, người ấy đi đến hồ sen ấy giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. Cũng vậy này các tỳ kheo, nếu có người từ gia đình sát đế lị xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, bị ấy đi đến pháp luật do Như Lai thuyết giải. Sau khi tu tập từ bi hỷ xả, nội tâm được định tĩnh, ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn. Nếu vị ấy từ gia đình bà la môn, từ gia đình phệ xá bê xá, vân vân, từ gia đình thủ đà su đá xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, vị ấy đi đến pháp luật do Như Lai thuyết giải. Sau tu tập từ bi hỷ xả, nội tâm được định tĩnh, ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc sa môn. Nếu từ gia đình sát đế lị xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết giải, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng tri chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vị ấy thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu từ gia đình bà la môn vân vân, từ gia đình phệ xá vân vân, từ gia đình thủ đà xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết giải, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng tri chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát,
vị giải thoát, vị ấy thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giải, giảng dạy dịch giả hòa thượng Minh Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính nhờ, kính mời sư phụ Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hello. Hello. Yeah. Cảm ơn Đức Tề Trì. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con pháp ăn cái đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh. Đức Pháp Tính là Đức Tề Trì, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý bạn, cô tu nữ, thần chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay thì học cái bài tiểu kinh Sớm Ngựa. Thì ở trong cái bài kinh này đó thì Đức Phật này đã dạy khi mà những vị tỳ kheo được ai đó gọi là Sa Môn, thì mình tự nhận là Sa Môn. Và khi mình tự nhận sứ mệnh, mình phải có cái phương pháp tu tập mà của những vị sa môn. Thì sa môn này có thể mình hiểu như là Đức Phật muốn dạy về thánh tăng gồm có 4 đôi 8 vị. Những cái vị sa môn mà được ví dụ như hoa sen, sen hồng, sen trắng, sen xanh. Thì rất là nhiều những cái bài kinh Đức Phật ngày đưa cái hình ảnh thí dụ như vậy để nói lên cái sự thành quả của cái nỗ lực tu tập. Và khi mà vị đó có thọ nhận những cái vật thực, y phục, thuốc trị bệnh hay là sàng tọa đó cho gia đình hay là cho bạn bè hay cho thân quyến hay cho nam nữ cư sĩ đó, thì cũng mang lại cái kết quả to lớn. Điều này thì chúng ta có thể hiểu giống như là một cái người có giới và cúng dường cho một người có giới. Mà nếu mà vị đó là thánh giới đó, thì cái phước báo nó sẽ to lớn, rất là kinh khủng. Như vậy thì Đức Phật ngày giảng dạy thì ngày muốn cho chúng sanh đó giác ngộ giải thoát và thoát ly luân hồi sanh tử. Vì cái sự sanh tử luân hồi đó, đó là một cái học đường, đó là một cái chỗ để tích lũy những cái thiện nghiệp, đó là cái chỗ để loại bỏ những cái ác nghiệp. Mà nếu chúng ta hiểu cái học đường thế gian hay là cái dòng xuân sanh tử luân hồi, nếu chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái lời nói của Đức Phật ngày dạy lên những cái pháp mà bất thiện, nó sẽ làm vẫn đục cái nội tâm. Vì thường thì chúng ta biết rằng cái con người sanh ra đó, mà dù là những cái bậc thánh cuối cùng kiếp sống đó, thì các ngài cũng phải đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp này. Như là Đức Phật Chánh Đẳng Giác, vị Bồ Tát kiếp cuối cùng, ngài nhập thai, rồi ngài đản sanh, rồi ngài tu tập thành đạo. Cuối cùng khi ngài tuyên bố ngài là vị Phật, vị Chánh Đẳng Giác, và ngài thuyết giảng cho những cái vị thinh văn đệ tử của Đức Phật là những người nghe cái pháp từ nơi cái vị đại giác để tu tập, để loại bỏ những cái ác pháp, để thành tựu được cái sự giác ngộ giải thoát giống như ngài trên cái đạo lộ thoát ly luân hồi. Và ngài biết rằng những cái pháp bất thiện đó, nó sẽ làm cái sự vẩn đục và nó gây ra cái sự đau khổ cho mình, cho người, cho đời này, đời sau. Như là cái bài 40 đại pháp Đức Phật ngày đã nói về chánh kiến hay chánh tư duy, đưa đến sanh y hay đưa đến đạo chi đó. Thì chúng ta biết rằng đối với ác bất thiện pháp đó, thì chúng ta sanh ra trong một cái kiếp sống rất là khó để gặp được Đức Phật, rất là khó để được nghe pháp, và rất là khó để hành trì, không phải dễ.
Nhưng mà ở đó có những chúng sanh ngay cái thời kỳ Đức Phật rất là thành công trên phương diện có của cải tài sản, như là ngài Sô Ná Câu Lý Quý Xá hoặc là công tử Gia Xá, là những người có tài sản rất là nhiều, nhưng mà vẫn ở quay quần ở trong các cái dục. Mà khi nghe Đức Phật ngài thuyết giảng về cái con đường thanh tịnh của cái đạo lộ xuất gia, thì những vị này đã thấy được chỉ có đời sống xuất gia mới có thể dễ dàng tu tập, vì không có dính bận công ăn việc làm thê thiếp mà, hay là bà con quyến thuộc, không có dính bận. Chính vì như vậy nên dễ dàng để dứt trừ tham dục, dù là tham dục nhiều hay ít, nhỏ hay lớn. Thì thường thường chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy cho những vị xuất gia đó là một cái pháp tu tập rốt ráo để đoạn trừ tất cả những cái tham dục. Thì chúng ta biết rằng tham dục nó vướng mang vào ở trong cái đời sống của chúng ta xuyên qua các cái ngành nghề mà chúng ta làm, tìm cầu được cái tài sản. Mà trong cái bài kinh Đại Kinh Khổ Quẩn đó, Đức Phật nói cái vị ngọt của dục đó là chúng ta tìm được những cái tài sản với những cái ngành nghề trên xã hội này. Bất cứ một cái loại nghề nào, người ta cũng muốn làm có tiền. Và chúng ta cũng thấy rằng và những người mà họ có tiền nhiều đó, thì họ bỏ tiền ra, họ làm, họ khuấy động cái thế giới này bằng phe phái, bằng cái mồi nhỏ để lấy được cái mồi lớn, bằng cái mồi này để họ tìm những cái cách khác để họ thu gom lại nhiều hơn. Chính vì điểm đó nên chúng ta thấy thế giới vẫn bị vẩn đục, mà do có một số chúng sanh bị tham dục. Đó là cái nguồn cội của cái sự luân hồi trong các khổ cảnh. Vì nói như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta có những cái tham dục ở trong sắc, trong thinh, trong khí, trong vị, trong xúc hay là trong pháp. Cái tham dục đó nó cũng xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm của chúng ta. Nó cũng không ngoài trong thân tâm của chúng ta. Vì những cái điều đó đó, chúng ta muốn thấy những cái gì đẹp, mà muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn đụng, muốn xúc chạm, và cái lòng tham xuyên qua các cái giác quan chúng ta, và chúng ta không có cái phương pháp tu tập để hạn chế. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được đối với tất cả chúng sanh đó, nên thường thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài khi ngài dạy một cách tóm tắt đó, thì ngài nói rằng tất cả các pháp lấy ly tham là tối thắng. Chính vì cái tham là cái mà chúng sanh đó, dù các cái loài vật nó cũng vì cái lòng tham chiến đấu lẫn nhau, chiến đấu lẫn nhau rồi đem đến cái sự hoại diệt. Dù là bất cứ loại nào chúng ta cũng thấy như vậy, chứ không phải riêng về loại người. Và Đức Phật ngài nói như vậy, nếu một vị sa môn tự nhận mình là sa môn vượt thoát hơn đời đó, thì họ nhìn thấy đời trong các cái ngành nghề, trong các cái chúng sanh đó, thì họ tranh giành với nhau, từ những loại thú thì nó cũng tranh giành với nhau, từ loài người cũng tranh giành với nhau. Rồi chúng ta thấy, nếu chúng ta hiểu thêm, thì chư thiên họ vẫn bị Atula thiên đánh chư thiên, nó cũng vẫn tranh giành những cái cung điện của cõi trời, những cái hạnh phúc cõi đau lợi. Chính vì vậy đó, chúng ta thấy cái sự đó được Đức Phật ngài nói, và một vị sa môn tự nhận mình là sa môn đó, thì mình phải đoạn diệt, mình tập để đoạn diệt những cái dục tham. Nếu mình không đoạn diệt những cái dục tham đó, thì mình không xứng là sa môn. Thì không khác với tất cả những cái loài mà do lòng tham đem lại, họ tiêu diệt nhau. Thì quý vị biết rằng đối với tất cả những cái tôn giáo cũng vậy, chúng ta cũng thấy họ cũng không ngoài vấn đề này. Những cái tôn giáo này mạnh diệt cái tôn giáo khác,
Như vậy đó, thì chúng ta cũng biết được Đức Phật ngày giảng dạy đó, đối với Phật giáo đó, là tu tập đó, thì mình chỉ thuyết giảng cái chánh pháp, mình tự khắc phục để đoạn trừ cái tham ái, và mình dạy tất cả mọi người đó, dù là họ ở cái giai cấp nào thì họ cũng phải hiểu được như vậy, để họ tự làm cho bản thân mình bớt đau khổ và những người xung quanh bớt đau khổ. Khi mà chúng ta muốn mà không được đó, thì chúng ta sân hận. Cái sự sân hận đó, đó nó cũng không ngoài cái lòng tham muốn gì. Bởi vì chúng ta muốn mà nó có những sự trái ý nghịch lòng là sao? Chúng ta muốn đi làm để có một ngày trọn vẹn 8 tiếng có tiền. Nhưng mà rồi chúng ta bị trễ xe, chúng ta bị mưa gió, chúng ta bị bể bánh xe, chúng ta bị hư xe, chúng ta bị đụng xe, chúng ta bị biết bao nhiêu cái chuyện trở ngại. Và mỗi lần chúng ta có như vậy đó thì chúng ta rất là bực bội. Như vậy thì Đức Phật này cũng nói bị sa môn đó, nhiều khi đi khất thực, muốn được cái vật thực đó, nhưng mà không được đó thì nó sẽ có cái tâm sân hận, cái sự phẫn nộ đối với thời tiết, đối với mọi loài, mọi cái góc độ. Mà khi cái lòng sân nó phẫn nộ đó, thì ở góc độ nào nó cũng có thể sân hận khi mà mình không khéo tác ý. Như vậy thì cái sự sân hận, cái sự hận thù đó nó cũng đều có. Nên nhiều khi chúng ta cũng có cái sự suy nghĩ đối với lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta mới giảm bớt được cái sự hận thù. Bởi vì thường thường quý vị thấy luôn ngay cái thời kỳ của Đức Phật, luật sư hay nhóm thất thập sư đó cũng gây ra rất là nhiều những cái sự náo loạn. Sự náo loạn đó cũng không ngoài cái sự bực bội khó chịu khi mà người này đi nhận vật thực, mình không được đi nhận, hoặc là người kia được thuyết giảng pháp, mình không được thuyết pháp, người kia được nhận y phục hay là thuốc trị bệnh, mình không được nhận, được người kia được người ta tán thán, mình không được người ta tán thán, hoặc là thậm chí người ta đi trước mà mình không đi trước đó, thì mình cũng khó chịu. Đó là những cái trạng thái của sân hận mà Đức Phật ngày dạy trong tâm của vị tỳ khưu đó, vẫn có những cái trường hợp đó, chứ không phải vì mình xuất gia rồi lại không có. Nó vẫn có với cái tâm của chúng ta khi mà xúc chạm những cái trần cảnh tương ứng với cái mà mình không khéo suy xét, không khéo tu tập đó, thì những cái sự phẫn nộ nó vẫn có. Phẫn nộ có thì cái sự não hại chúng ta cũng sẽ có, và cái sự tật đố hay là cái tâm sang lẫn vẫn có, là cái sự mang trá hay là cái sự xảo trá nó vẫn có. Bởi chúng ta thấy rằng đã là ác pháp đó, thì cái ác pháp này nó sanh cái ác pháp khác. Thậm chí chúng ta thấy như là Ngài Kassapa, Ngài có cái người đệ tử đó, thì chính cái người đệ tử này đó cũng chỉ vì những cái vật thực người ta gửi cúng dường cho vị trưởng lão, mà vị tỳ khưu đó đã ăn cái vật thực đó, và vị trưởng lão đó qua cái thời gian bệnh đó, đi khất thực, và những người đàn tính họ nói, họ có gửi vật thực về cho Ngài, Ngài có nhận được vật thực con gửi cho vị tỳ khưu đó đem gì cho Ngài hay không. Thì chúng ta biết rằng khi mà Ngài làm thinh, Ngài không trả lời, nhưng mà Ngài biết cái vị tỳ khưu đó đã không có dâng cái vật thực người ta gửi cho Ngài trong lúc Ngài bệnh. Thì Ngài về, Ngài dạy bảo làm vị tỳ khưu thì không có bị lòng tham. Nhưng mà ngược lại, cái vị tỳ khưu đệ tử của Ngài Kassapa đã phẫn nộ, đã sân hận, đã não hại bằng cái cách là đốt chòi của Ngài, đập lu đập hủ, hủy hoại cái chỗ ở của Ngài. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái tâm mà nó vẫn có đối với một cái vị tỳ khưu, dù là xuất gia được với những cái vị đại trưởng lão như vậy. Như vậy thì chúng ta, cái sự mà tráo trở của chúng ta nó vẫn có, chứ không phải là không có. Cái sự mang trá của chúng ta nó còn phải không có, từ khi nào mà chúng ta nhận diện được nó. Bởi vậy những cái vị thiền tông đó, hay là chúng ta tu thiền đó, vẫn dạy cái câu là không sợ niệm giấy di sợ giác chày. Có nghĩa là không sợ những cái tâm bất thiện sanh khởi, nhưng mà sợ là mình không nhận diện được nó. Bởi vì cái tâm bất thiện, cái tâm tham nó sanh ở trong tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta từ xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý,
mà chúng ta không khéo tác ý đó, thì nó sẽ có tham. Và khi có tham á, nó sẽ có sân. Khi mà chúng ta muốn mà nó không được như ý, muốn đi khất thực không có mưa, bây giờ bị mưa, muốn đi khất thực có vật thực, bây giờ không có vật thực, thì chúng ta lại cái tâm chúng ta lại phẫn nộ. Và chúng ta tìm đủ cách, đủ kiểu. Nên thường thường quý vị thấy những cái sự mang trá hay là những cái sự xảo trá đó được nói đến, ví dụ như là những vị tỳ khưu tự vị này nói vị kia là đắc được đạo quả, đắc được thiền định này kia nọ, để cho những người đàn tính và cúng dường. Thì những điều đó nó cũng xuất phát từ những cái tâm tham xuyên qua cái sự trá hình của cái suy tưởng, suy tư, và có cái cách xử lý như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả mọi loài thì cũng như vậy, và những vị tỳ khưu khi chưa đoạn trừ phiền não nó vẫn như vậy. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng cái sự tái sanh của vị tỳ khưu đó vẫn phải tái sanh vào khổ cảnh, chứ không phải vì đắc y làm vị sa môn rồi không tái sanh vào khổ cảnh. Nếu mà những cái tâm bất thiện vẫn tiếp tục tiếp diễn đó, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, mình nói chung là 12 tâm bất thiện vẫn tiếp diễn, vẫn sanh khởi trong tâm đó, thì cái con đường tái sanh đó, phải dẫn vào 4 đọa xứ. Nên thường thường thì chúng ta biết rằng những cái tâm bất thiện á, thì vẫn sanh vào 4 đọa xứ, và những cái tâm thiện á, thì sanh vào những cái nhàn cảnh. Tùy theo tâm thiện đó là tâm thiện nào, tâm thiện ly trí hay tâm thiện hợp trí, thọ hỷ hay thọ xả, vô trợ hay hữu trợ. Thì chúng ta cũng vẫn biết rằng cái việc mà được chư Tăng nhắc nhở là hữu trợ bằng khẩu nghe chư Tăng nói, hoặc là thân trợ là thấy chư Tăng đi khất thực đoan chánh như vậy đó, mình cũng thu thúc theo. Thì điều đó được Đức Phật Ngài nói rằng một cái người dễ dạy đó, họ nhìn, họ nghe, họ học hỏi được do những cái vị thầy bằng thân giáo hay khẩu giáo. Nhưng mà ngược lại, nếu một cái vị mà không có cái nhận định mình là sa môn đó, thì những cái vị đó luôn có những cái bất thiện, và những cái bất thiện này vẫn dẫn vào những cái đọa xứ, chứ không phải vị sa môn. Nên chúng ta coi trong ngã quỷ sự thì chúng ta thấy rất là nhiều loài ngã quỷ là những vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, những vị sa di, sa di ni, những cận sự nam, cận sự nữ vẫn sanh làm ngã quỷ. Như vậy thì Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có tái sanh, có cái sự hiện hữu của danh sắc, của thân tâm, thì chính tạo ác nghiệp nó cũng từ thân tâm của chúng ta. Mà mình gọi là danh mạng quyền bảo vệ tâm và sắc mạng quyền bảo vệ thân. Và danh sắc đó, đó nó tương ứng với những cái pháp bất thiện, tương ứng với những điều đáng chê trách. Nó là phi sa môn, phi thích tử. Nó sẽ dẫn vào đọa xứ ác thú. Như vậy á, thì Đức Phật Ngài nói rằng nó cái đời sống xuất gia nó cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà mình không có chế ngự được, giống như một cái loại vũ khí hai đầu đều bén hết, bỏ trong cái bao, nhưng mà thật sự đó nó sẽ có cơ hội dấp hay là đụng đâm mạnh, nó vẫn đâm lũng ra người, chứ không phải vì như vậy mà nó là một cái loại sắc bén. Rồi nó cũng như tâm bất thiện của chúng ta vậy, nó ở trong tâm chúng ta. Mà nếu mà chúng ta không khéo thì nó vẫn chặt chém chúng ta, nó sẽ đâm cắt chúng ta, chứ nó không phải là không có khả năng. Vì cái tâm tham hay là tâm sân hay là tâm si đó, những cái tà kiến, những cái sang lẫn, những cái tật đố, những cái mang trá đó, những cái não hại đó, nó là trong tâm của chúng ta, nó là những cái phần bất thiện tâm của chúng ta. Thì được Đức Phật này ví như là một cái loại vũ khí vậy đó, rất là nguy hiểm. Nhưng mà nó ở trong cái bao, ở đây chúng ta hiểu, giống như trong tâm vị tỳ kheo vẫn có những cái pháp bất thiện này, phải tìm cách để loại bỏ nó, chứ còn không đó, nó vẫn mang lại cái sự đau khổ với chúng ta. Như vậy đó, thì Đức Phật này nói, dù là cái vị đó không hiểu đó, không hiểu rồi thì rất là nguy hại. Dù là biểu có mang đại y, cũng không phải vì mang đại y,
mà vị đó có thể loại bỏ được những cái ác pháp này. Hay là mình gọi chung đó, nếu mà tu 13 cái hạnh đầu đà luôn, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những hạnh đầu đà để thiêu hủy tham, nhưng mà chúng ta hành vì mục đích tham. Vì mục đích tham là gì? Vì chúng ta hành hạnh một y, hay là hạnh ngồi không nằm, hay là hạnh ở trong nghĩa địa để diệt tham. Nhưng mà mình không khéo đó, thì người ta tôn vinh mình, người ta dâng cúng mình, mình được mọi người kính lễ đó, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ có khuynh hướng dính mắc vào tà kiến, dính mắc vào tham ái. Chúng ta thấy như là đạo sĩ Ba Hí Giá thật sự là một người thương buôn thôi, nhưng mà khuất lên mình đó, một cái bộ áo quần bằng vỏ cây đó, thì được mọi người kính lễ và được mọi người dân cúng, bất luận là loại dân cúng nào cũng có. Và đã làm cho Ba Hí Giá đó, tự ngộ nhận mình là một cái người tu. Chứ thật sự ra quý rằng trong kinh kể là vị này không phải là cái vị tu, mà vị này chỉ là một cái người thương buôn, thuyền bị bể, dạt vào đảo, rồi tự tìm những cái vỏ cây để che chắn những cái thân thể lõa lồ thôi. Mới đầu chỉ là mục đích như vậy, nhưng mà khi thấy mọi người, họ thấy cái vị này mặc vỏ cây và người ta kính lễ, vị này lại giữ cái hạnh mặc vỏ cây như vậy. Thì chúng ta cũng thấy có một vị chư thiên đó là bạn hữu, biết được vị này, biết được cái vị này trước đó là người thương buôn và sau đó gặp cái thuyền bể và như vậy thôi, chứ thật sự không phải là vị sa môn. Thì cái vị chư thiên đó mang cái lòng thương tưởng mới nhắc với Ba Hí Giá phải đi học cái pháp của Đức Phật, đại sa môn mới làm sa môn được, mới xứng đáng để kính lễ, nhận y, nhận đồ, nhận những cái gì người ta cúng dường mới được, chứ còn nếu không á, thì rất là nguy hại. Thì chúng ta cũng biết Ba Hí Giá đã vượt ngàn trùng để gặp Đức Phật. Thì xuyên qua những cái chuyện đó thì chúng ta thấy rằng không phải vì chúng ta mang đại y, hay là không phải vì chúng ta sống hạnh khất thực, hay là không phải vì chúng ta sống dưới gốc cây, bãi tha ma mộ địa, hay là sống ngoài trời. Nói chung đó, dù là chúng ta có hành những cái hạnh đứng, hay là những cái hạnh ăn uống, những cái hạt kê, hạt cải, hay là học hỏi những cái chú thuật, hay là bệnh tóc, không phải vì vậy mà cái lòng tham dục đó, nó được đoạn tận, quý vị. Nó không phải. Chính vì Đức Phật ngày giảng dạy như vậy đó, để những vị tỳ khưu đó biết được. Và chúng ta cũng thấy, nếu mà chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta mới thấy được cái chánh pháp của Đức Phật mà chúng ta hoan hỷ. Hiện giờ thì quý vị biết rằng rất là nhiều những cái người họ chạy theo những cái phương pháp tu tập mà ngoài Phật pháp, họ nghĩ rằng những cái nhân điện để trị bệnh, hoặc là những cái pháp này pháp kia đó, họ nghĩ là họ cầu được giác ngộ giải thoát. Nhưng mà thật sự nó không phải, nó không có thể nào đem lại. Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng, không phải vì chúng ta được sống lâu hay là tu cái phương pháp sống lâu, dù mức độ đó nó ở một mức độ nào đó, chứ còn cái thân chúng ta đó thì nó vẫn phải sanh phải tử thôi. Không có một cái phương pháp nào mà làm cho mình bất sanh bất tử, bất sanh bất diệt với cái sự sanh, và nó phải đưa đến sự lão tử thôi. Chỉ có cái phương pháp mà chúng ta gọi là Niết Bàn, Đại Niết Bàn, khi mà chúng ta từ bỏ danh sắc ngũ uẩn, vì không còn tham ái, chúng ta không có tái sanh nữa thôi. Như vậy á, thì Đức Phật các ngài biết được, và ngài có nói về một cái hình ảnh thí dụ, nếu tất cả những cái phương pháp này đó mà làm cho thanh tịnh đó, thì những cái đứa bé mới sanh đó, có thể dạy cho nó hành cái hạnh đó, hoặc là mang y, nó sẽ trở thành vị sa môn, hay là nó mặc y sanh nghịch tinh, hoặc là nó lõa thể, hoặc là đứa bé đó sống với cái hạnh từ nhỏ cha mẹ dạy thoa bụi đất, hoặc là không tắm, hoặc là xuống dưới sông tắm, hay là ở gốc cây, hay là ngồi dưới gốc cây, hay là đứng dưới gốc cây, hay là nằm dưới gốc cây, mà có thể đứa bé đó từ nhỏ có thể hành trì được. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng
cái việc đó nó nằm ở trong tâm chúng ta, chứ nó không phải nằm ở thân chúng ta. Dù cái thân chúng ta có hành cái cách gì nữa đó, chỉ để cái tâm chúng ta giảm bớt cái lòng tham thôi thì đúng. Còn nếu mà chúng ta hành với bất cứ cái cách hành nào từ thân đó, mà tâm chúng ta vẫn còn tham đó, nó sanh ở trong cái vấn đề đó đó, thì nó luôn rất là nguy hại. Nên thường thường quý vị biết rằng Đức Phật Ngài biết được, Ngài dạy cái sự đoạn trừ tham đó không phải vì mang y. Nếu mà mang y thì một cái người mẹ, người cha đó sẽ cho cái đứa bé mới sanh nó mang y để nó diệt trừ những cái ác pháp, 12 cái ác pháp này. Nhưng mà thật sự nó không có thể nào đoạn trừ được. Như vậy đó, thì từ những cái tham ái nó sanh ra những cái tật đố, rồi sanh ra cái sự sang lẫn, những cái sự mình gọi chung là sân tật lận hay hối, là những cái pháp của sân phần, nó sẽ làm cho mình keo kiết, không có muốn chia sẻ, không có muốn giúp đỡ, không có muốn cho mọi người được như vậy, ích kỷ biển lẫn như vậy. Thì như vậy Đức Phật Ngài biết được đời sống của chúng ta đó, nó do các cái giác quan xúc chạm những cái trần cảnh, và từ những cái trần cảnh đó đó, những cái ác bất thiện pháp sanh khởi. Và chúng ta cũng biết rằng cái lộ trình tâm của chúng ta là vô ký, trợ bất thiện bằng cảnh duyên, do chúng ta thấy bằng cảnh sắc, cũng như là bay giá thấy người ta kính lễ mình, rồi cũng nghe người ta tán thán mình, một cái người hành trì cao thượng như vậy, mang vỏ cây là một cái cách khó hành trì. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy đó, thì chúng ta cũng biết được do cái lỗ tai chúng ta nghe và cái bất thiện sanh khởi, hay là do lỗ mũi chúng ta ngửi, hoặc là do miệng chúng ta ăn những cái vật thực đó mà những cái ác bất thiện sanh khởi. Nên thường thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy một vị tỳ khưu dù đi khất thực, bữa hôm đó gặp một cái người nam cư sĩ hay nữ cư sĩ cúng dường vật thực, mà mình lúc mình nhận vật thực, mình về mình ăn, mình thấy vật thực đó ngon đó, mình mong đó, ngày mai đó, mình đi khất thực và mình sẽ gặp được cái người nam nữ cư sĩ đó cúng dường cho mình, thì cái sự hành trì như vậy đó, nó không đem lại cái sự đoạn trừ tham được, mà nó chỉ làm tăng trưởng tham với cái hành thức đi khất thực, mong được cái vật thực thượng vị lại cứng lại mềm. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật đó, thì Ngài biết được và Ngài dạy, khi mà những cái người tu tập mà họ đạt được những thông thắng trí, họ đi khất thực để nuôi thân nhưng mà không có đó, họ cũng có thể khởi lên cái tâm sân hận để hủy diệt người này người kia bằng cái năng lực thần thông của họ. Chính vì điểm đó, nên chúng ta mới thấy có những cái chuyện mà những cái người đó họ khởi lên những cái ác pháp, họ thực hành như vậy, chứ không phải là họ hoàn toàn thanh tịnh khi mà tham họ chưa đoạn trừ được. Khi mà tham họ còn đó, thì họ cũng vẫn bị như vậy. Trừ khi nào đó họ tạm thời, họ do cái chi định đó, trong cái tâm thiền nó đè được cái tham dục cải thôi. Nhưng mà khi ra rồi đó, thì họ không có chánh niệm đó, thì họ cũng bị hoại thiền quý vị. Chính vì điểm đó nên đó, Đức Phật Ngài kể lại có nhiều cái chuyện mà Ngài kể lại, chúng ta thấy trong Kinh Bổn Sanh nói về cái chuyện dục tham ly kỳ đó, dục tham kỳ dị đó. Một vị từ bỏ cái vương quyền đế vị để đi tu, nhưng mà khi mà ăn được cái trái xoài từ Hy Mã Lạp Sơn trôi xuống, Ngài ăn Ngài thấy ngon đó, thì Ngài chỉ cắt một lát mỏng Ngài ăn thôi, rồi Ngài gói trái xoài đó lại bằng lá chuối, Ngài để hôm sau Ngài ăn. Nhưng mà khi Ngài ăn hết cái trái xoài đó rồi, Ngài không muốn ăn một loại trái nào nữa, và Ngài cứ ra bờ sông nhìn để trông chờ cái trái xoài ở dưới dòng sông để lụm lên mà ăn thôi. Mà trông chờ như vậy đến 3-4 ngày mà không có thấy trái xoài nữa, sự héo xào làm vị thiên nữ đó suy xét, nó thấy được cái tâm của vị đạo sĩ đó như vậy.
và đã giúp đỡ cho vị đạo sĩ đó. Thì Đức Phật ngày kể lại những cái chuyện đó cho chúng ta thấy rằng cái việc mà nhiều khi đó ở đời chúng ta có của cải tài sản, chúng ta bỏ nó, chúng ta đi tu. Nhưng mà không phải vì chúng ta từ bỏ tài sản đó, chúng ta đi tu đó, là cái lòng tham nó sẽ bớt đi. Nó không phải như vậy. Khi nào đó mà chúng ta ăn một cái trái xoài hay cái mít, cái mận hay trái gì đó mà chúng ta bị chấp thủ đó, chúng ta không có muốn ăn cái loại khác mà chỉ ăn cái loại đó thôi, thì chúng ta cũng biết rằng đây là cái việc tham, tham dục mà nó rất là kỳ lạ. Có nghĩa là nó sanh trong tâm của một cái người trước đó là vương giả, là vua chúa hay là trưởng giả, hay là một cái người từ bỏ những cái tài sản, nhưng mà rồi cũng vẫn bị dính mắc vào những cái điều đó. Khi mình không khéo suy tư đó, không khéo tác ý đó, thì nó vẫn khởi lên những cái tham ái, dục tham kỳ dị như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết được dù là những hạnh nào đó lọ thể hay là theo hoa bụi đất, hoặc là không tắm rửa hay là này kia nọ đó, không có thể nào đoạn trừ được những cái 12 cái ác pháp này, dù là người đó có chú thuật hay là dù là người đó như thế này thế kia. Nên đó, quý vị thấy ở trong Phật giáo Đức Phật này nói đến những người mà có thần thông như là tôn giả Đê Quá Tá đó, mà khi mà bị tham đó, chinh phục đó, thì cũng bị hoại thiền, hoại thần thông. Nên ở trong Kinh Tương Ưng có nói đến cái sự khổ não đó, mà được ví dụ như là những cái con dạ can mà tới mùa lạnh đó, nó đau khổ vì nó bị những cái ghẻ, nó bị đau đớn, nó tru. Những chúng sanh đó, mà khi mà vào con đường tu tập mà không có đoạn trừ được tham đó, nó cũng đau khổ giống như vậy. Và cung kính danh vọng và lợi đắc đó là một cái gì đó rất kinh khủng. Ở trong Kinh Tương Ưng ví dụ đó, một cái ví dụ giống như con rùa mà nó bị bắn cái mũi tên và cái sợi dây. Con rùa đó đi tới đâu cũng bị những con rùa đuổi đi. Vì nếu không đuổi con rùa đó đi đó, thì cái người thợ săn họ phân theo đó, họ sẽ biết được cái ổ rùa. Nên những con rùa đó phải đuổi con rùa này đi. Thì Đức Phật nói rằng khi nào đó người nào mà bị cung kính danh vọng và lợi đắc ấy, thì nó cũng nguy hại giống như con rùa bị người ta bắn một cái mũi tên. Hay là bây giờ chúng ta gọi giống như khoa học bây giờ, họ có những cái sản phẩm ấy, gắn vào nó phát cái tín hiệu đó, dù con vật nó đi đâu á, vào cái bầy nào đó, những cái tín hiệu đó cũng phát ra. Hay là chúng ta thấy hiện giờ đó có những cái vật dụng đó, có những cái sản phẩm mà nó tự quay, khi mà gắn vào con vật nào đó nó rất là nhỏ nhưng có thể tự quay để thấy được những con vật đó đi vào đâu, đi chỗ nào. Thì trong kinh Đức Phật này chỉ nói ở đó giống như là một con rùa mà bị bắn dính, cái tên bắn dính vào và có sợi dây, con rùa đó bơi đi đâu đó thì cái người đó cũng thể đi tới đó để bắt, nên đi tới đâu thì cũng bị những con rùa kia đuổi đi. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngày nói đến rất là nhiều những cái cách thuyết giảng, như là bài kinh tiểu kinh Mã Thôn này, để nói lên chúng ta thấy rằng những cái hành trì đó, dù là chúng ta có hành trì, các cái hạnh loại hành trì đầu đà đi, nhưng mà không phải vì vậy mà những cái bất thiện này nó mất đâu, mà chúng ta phải tác ý suy xét đến những cái ác bất thiện này nó nguy hại đến mức độ như vậy, và chúng ta phải khéo léo để từ bỏ nó, khéo léo tu tập mà để thấy được nó. Và khi thấy được nó như vậy đó thì chúng ta mới làm cho nó bớt đi từ từ, bớt đi từ từ bằng cái cách hành trì những cái hạnh thiểu dục tri túc, để làm cho nó mất đi. Và muốn cho nó mất đi đó, chúng ta cũng thấy Đức Phật này dạy phải đạt được những cái thiền định đó, những cái thiền định đó, bằng từ tâm đó, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm đối với muôn loài chúng sanh, dù bất luận là hướng nào. Bởi vì khi mà mình có cái sự suy nghĩ nhiều đó,
cái sự suy nghĩ đó nó mang lại cái sự lợi ích. Nên mình hiểu rằng từ cái tuệ văn nó có cái tuệ tư, suy tư trên cái chánh pháp, suy tư đến các cái não hại, cái khổ đau của cái sự luân hồi, và cố gắng để hành trì đạt được các cái loại thiền định, thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó, thành tựu được cái thiền chi đó thì đè được năm cái thiền cái, như là hôn trầm thị miên cái sẽ được chi tầm đè khi mà mình đắc được sơ thiền có tầm. Hoài nghi á, thì có chi tứ đè cái hoài nghi cái trong tâm chúng ta. Có cái sân độc á, thì có chi hỷ đè được cái sân độc cái. Có chi lạc á, đè được cái trạo hối cái. Có chi định á, đè được cái tham dục cái. Và khi mà nó có lắng động được năm thiền cái đó, mình có thể đạt được các loại thần thông mà như là sanh tử thông, để mình thấy được cái sự sanh tử của các chúng sanh, sự chết chỗ này sanh chỗ kia, những chúng sanh này có những cái vui khổ ở chỗ này, rồi có những cái bất thiện ở chỗ này, tái sanh chỗ kia. Chính vì điều đó đó, Đức Phật ngày giảng dạy khi mà thấy sự sanh tử nhiều đó, mình cũng ngao ngán, thấy được cái sự sanh tử luân hồi đó mình cũng sợ hãi, và từng tự có thể đạt được cái túc mạng minh là nhớ lại nhiều đời, thấy được sự sanh tử rồi nhớ lại nhiều đời sanh tử của chúng sanh đó, nó cũng làm cho mình thấy luân hồi quá lâu quá nhiều như vậy. Nên nó trong cái phẩm tương ưng luân hồi đó, Đức Phật ngày có nói vô thủy là luân hồi đó, ví dụ như cây, như cát, như là nước mắt đổ ra đó, thì một ít nước như vậy nhưng mà nước đại dương nó mênh mông, chút máu như vậy nhưng mà so sánh với máu mình đổ ra thì nó mênh mông như vậy. Thì điều đó được Đức Phật này nói khi mà một cái vị mà tu tập đó lắng động được năm thiền cái đó, có thể đạt được các loại định, và các cái loại định đó nó có thể có làm cho cái tâm của vị đó đó tự nhiên nó sẽ định tĩnh hơn, có thể thấu triệt được như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy muốn đạt được cái định với tâm câu hữu với từ, hay là với bi, với hỷ, với xả, với một phương, phương trước mặt hay là phương sau lưng, hay là bên phải, bên trái, bất luận lúc nào đó chúng ta ngồi, chúng ta lấy mình làm đối tượng, chứ không phải là chúng ta cần phải xây đúng phương hướng, mà chỉ ngồi ở đâu á, mình ngồi lúc nào thì mình chánh niệm tỉnh giác để hướng tâm đến phương trước mặt, hoặc là sau lưng, hoặc là bên tay phải, bên tay trái, hoặc hướng trên, hướng dưới, mình rải cái từ tâm, cái bi tâm, cái hỷ tâm hay cái xả tâm, để cho cái thiện tâm vô lượng của mình lấy đối tượng là chúng sanh. Mình suy nghĩ dù chúng sanh đó là những cái loài nào, những cái loài nhỏ hay loài lớn, những loài nào nó cũng có danh và sắc, thấy cái khổ của danh sắc của các loài, bất luận là người hay thú nó cũng phải đi kiếm ăn, cũng phải sợ những cái nguy hại, trốn tránh những cái nguy hại, nhưng mà dù là sợ hay trốn tránh, nhưng mà nó vẫn có cái sự giết hại lẫn nhau, nó vẫn có sự hãm hại lẫn nhau, dù là loài người hay là loài thú cũng không thoát khỏi. Chính vì điểm đó đó nên Đức Phật ngày dạy khi mà mình rải cái từ tâm với cái bi tâm đó, mình thấy được chúng sanh khổ đau, cái sự khổ đói khát, cái sự khổ đau đớn bệnh hoạn của các loài các giới đó. Trước mắt chúng ta thấy nhiều loài do cái ác nghiệp sanh ra, nó có cái thân hình tật nguyền, cái thân hình dị dạng, những cái thân hình nó có nhiều cái bệnh khổ, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta hiện giờ giống như hiện giờ để chúng ta coi trên những cái thông tin, nhưng mà khi mà chúng ta coi nhiều như vậy mà chúng ta khéo suy nghĩ đó, thì nó những cái đối tượng tốt để cho chúng ta khởi lên cái bi tâm, nhưng mà nếu không khéo đó thì cái tâm chúng ta nó cũng bị chai lì với những cái hình ảnh, những cái thông tin mà chúng ta nghe, chúng ta thấy. Bởi vì đây là một cái điều mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta hiểu, nhiều khi chúng ta gặp những cái cảnh đó chúng ta xúc động mạnh, như là Đức Bồ Tát ngày không thấy người già, người bệnh, người chết, nhưng mà khi ngài thấy đó ngài xúc động,
Và những cái đề mục đó là ngài thường tu, ngài thường tu tập và ngài dạy. Nên tu tập những cái đề mục một người bệnh, một người chết, một người tử tội, một hài nhi mới sanh. Thì cái đứa hài nhi mới sanh nó phải chịu bao nhiêu cái sự khổ, giống như bây giờ mình trải qua cái thời gian sự khổ vì mình đi tìm sự sống, tìm công ăn việc làm, tìm hạnh phúc đó. Mình từ chỗ này phải đi đến chỗ kia, từ chỗ này đi đến chỗ kia, và làm rất là nhiều những cái nghề nghiệp tổn hại, những cái nghề nghiệp mà rất là khó khăn mà chúng ta phải làm. Nên quý vị thấy bất cứ một cái nghề nghiệp nào cũng vậy, hễ mà nó khó khăn thì nó có tiền nhiều. Như là những người xuống dưới những cái mỏ vàng đó, họ đi rất là sâu ở trong cái lòng đất để họ đào những cái mỏ quặng, nhưng mà tiền công của họ nhiều. Chính cái tiền công nhiều kích thích họ, nên có nhiều người họ bỏ mạng về những cái hầm vàng mà bị sập đổ hay là này kia nọ đó. Nó có nhiều cái nguy hại từ trong cái hầm mỏ. Mà quý vị biết rằng cái hầm mỏ càng sâu, cái oxy nó kém cỏi, và những cái độc tố từ ở trong cái lòng đất rất là nhiều. Nó có thể gây ra cái sự tật bệnh cho những cái người khai thác hầm mỏ. Nên quý vị thấy có những cái nghề nghiệp đó, nó gây ra cái sự hao tổn sức khỏe, cái hao tổn kéo lại cái tuổi thọ bệnh tật đó, nó đến rất là sớm đối với những người này. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy đó, khi mà mình khởi lên cái tâm từ bi, thường thường bốn vô lượng tâm đó, chúng ta thấy tâm từ bi hỷ xả đó, lấy đối tượng là chúng sanh, lấy đối tượng là chúng sanh. Nếu mà mình có cái tâm, cái xả tâm á, mình suy nghĩ với cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi, mà nghiệp của chúng sanh á, thì quý vị biết rằng mình không có thể nào mình làm cho họ vượt khỏi cái sự khổ đau hoàn hảo được. Chỉ có khi nào họ tự tu tập để họ làm cho mình giải thoát hết cái tham tâm thôi, chứ không thể nào mà mình giúp đỡ họ bằng cái cách này cách kia mà họ bỏ được cái tâm tham. Nên á, mình suy nghĩ mỗi người có cái nghiệp. Khi mình đã giúp đỡ cho họ rồi, họ phải tự cố gắng. Nên thường ở đời người ta nói giúp ngặt không ai giúp nghèo. Cái ngặt là một lúc nào khó khăn thôi, còn cái nghèo nó đeo mang suốt cả cái kiếp sống, vì mình phải ăn, phải sạc cả một kiếp sống như vậy. Cái sự có của cải đó để chi dụng cho cả kiếp sống. Chứ còn nếu mà mình khó khăn đó, thì giúp vài ba bữa, một vài tháng thì được, chứ không có ai mà bỏ ra cả cuộc đời giúp cho một người nào. Nên người ta gọi là giúp ngặt không ai giàu là như vậy. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy, khi mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ rồi, cũng phải có cái tâm xả đối với vô lượng chúng sanh. Mình tu tập như vậy không có sân hận với chúng sanh. Rồi Đức Phật ngày nói đến khi mà tu tập như vậy đó, thì người đó đạt được cái sự an tịnh từ cái hải triều hỷ, sung mãn hỷ, sắc na hỷ, tiểu đẳng hỷ, kinh thân hỷ. Họ sẽ được những cái an vui trong cái sự tu tập chánh pháp, khéo léo để an trú trong các cái pháp thiền. Thì Đức Phật nói rằng những cái người mà tu tập đạt được như vậy đó, thì người đó sẽ đè nén được những cái sự thiêu đốt của hôn trầm thị miên, hoặc là hoài nghi sắc độc, hôn thủy trảo hối, hoặc là tham dục cái. Những cái điều đó nó sẽ là cái sự nung nấu áp bức mà mình tạm thời đè nén được nó đó, là cũng đè nén được nhiệt não. Thì Đức Phật nói rằng một cái người tu tập như vậy đó, thì dù là người vết xá, hoặc là Thủ Đà, hoặc là Bà La Môn, hoặc là người Sắc Đế Lỵ đó, bất luận là người nào cũng có thể tu tập được. Do cái pháp của Đức Phật thuyết giảng đó, là từ cái nội tâm của mỗi người tu tập, họ phải chế ngự những cái ác bất thiện bằng 12 cái pháp bất thiện đó, và họ phải tu tập theo những cái giới luật, hành trì theo cái sự đoạn tận, đè nén những cái phiền não bất thiện, khởi cái tâm từ bi hỷ xả đối với muôn loài như vậy đó, để đạt được cái định sơ nhị tam tứ ngũ thiền, tương ứng với xả niệm thanh tịnh.
thì họ sẽ đạt được các cái thắng trí. Như vậy thì đó là những cái điều mà có thể giúp mình để đạt đạo quả, chấm dứt được cái sự luân hồi. Do mình thấy cái sự luân hồi quá nhiều như vậy đó, mình càng tỏ ngộ hơn, mình càng nhàm chán cái sự luân hồi hơn. Khi mình biết được cái sự luân hồi, do xuyên qua cái sự tu chứng của mình thấy sự luân hồi rất là nhiều lần nhiều như vậy đó, thì mình cũng ngán ngẩm. Thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện của những vị tỳ khưu mà tu tập đạt được như vậy đó, thì thấy và vị đó thấy cái sự nhàm chán trong cái sự sanh hữu, và vị đó đạt được cái đạo quả tu đầu quần tư đà hàm an hàm a la hán đạo quả. Như vậy á, thì Đức Phật lại dạy, bất luận là một cái gia đình nào, một cái giai cấp nào, rồi cái pháp mà do Đức Phật ngài chứng ngộ đó, ngài bị lòng bi mẫn thuyết giảng, người nào mà chấp nhận lời dạy của Đức Phật để hành trì từng tự thứ lớp theo lời dạy của Đức Phật đó, thì người đó cũng đạt được cái tâm giải thoát, cái tuệ giải thoát, diệt trừ được tất cả lậu hoặc, dù là bất luận ở trong cái gia đình giai cấp thấp nhất là thủ đà, hoặc là giai cấp phệ xá là thương gia, hoặc là sắc đế lỵ, hoặc là bà la môn, thì họ cũng có thể tự mình chứng ngộ, đạt được trở thành vị sa môn đúng như cái ý nghĩa trong cái sự xuất gia, để trở thành sa môn không có phân biệt giai cấp, trong cái từ sa môn là như vậy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con xin trình bày với mấy như lời trình bày, con xin kính dâng phước báo này đến quý ngài, chia phước báo công đức này đến quý vị, xin hồi hướng đến chư thiên. Và bây giờ thì con xin đảnh lễ quý ngài, thỉnh tượng tỏ giác đặng trở lại để điều hòa phần thảo luận. Sau cái chuyện thượng tọa pháp đăng với pháp hội vừa rồi, bậc thượng tọa tự siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu mà thượng tọa tự siêu đang có mặt ở trước máy, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa tự siêu, thượng tọa có mặt trước. Bậc thượng tọa tự siêu, nếu một người đọc bài kinh hôm nay tiểu kinh mà ấp, thì người đó đưa đến kết luận rằng Đức Phật hoàn toàn không có chú trọng về hình thức. Ví dụ như là ở dưới gốc cây hay mặt y phấn đảo vân vân, mà ngài chỉ để ý cái thực chất tu tập, thì thượng tọa trả lời như thế nào? Đức Phật ngài có hoàn toàn xem nhẹ hình thức không? Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đọc kinh cho nên chúng ta nên thận trọng chú ý. Ở đây không nên nói rằng Đức Phật hoàn toàn không đặt nặng cái hình thức ở trong đời sống tu tập. Những cái hình thức mà nó vô ích đó, nó làm cho phát sanh lên cái sự ham muốn và kiêu mạn, thì những cái hình thức đó là Đức Phật ngài chỉ trích. Nhưng mà những cái hình thức trong đời sống tu tập mà nó đưa đến với sự tinh tấn, đi đến hành thiện dục, hành tri túc, chỉ có đến Đức Phật 8 tháng nha. Như chúng ta thấy 13 hành đầu đà thuốc tăng giác, thì Đức Phật vẫn khuyến khích các vị tỳ kheo nhưng mà không phải là ở dưới gốc cây mà trở thành vị sa môn. Đức Phật nhấn mạnh như vậy, sống ở dưới gốc cây
không có thích sống ở trong một cái liêu thất, là để đừng có bị ràng buộc cái chỗ ở. Nhưng mà sống dưới gốc cây để làm cái gì? Sống ở dưới gốc cây là để thiền định, để tâm tư được thoải mái, không có bị vướng bận về cái chỗ ở, hay là đi khất thực là để không có bị vướng bận những cái thức ăn mà cất chứa để dành, vân vân. Thì như vậy những cái hình thức đồ đà mà mặc tâm y, mặc phấn tạo y, hay là những cái hình thức ở dưới gốc cây, ở trong khu rừng, ở Tham Ma Bộ Địa, để làm cho trở thành thiểu dục tri túc, thì đó Đức Phật vẫn tán thán như thường. Còn ở đây nếu mà chúng ta đọc qua cái bài kinh này đó, chúng ta chưa kịp suy nghĩ và chúng ta vội cho rằng là Đức Phật hoàn toàn không đặt nặng về hình thức trong đời sống tu tập, đó là sai. Đó là chúng ta không hiểu về Đức Phật, và chúng ta có cái sự phỉ báng Đức Phật. Chúng ta xem ở trong luật nói cái vấn đề 75 ân hợp pháp ở Sikya Thamma, 26 điều trang nghiêm. Như là cách mặc y, rồi cách đi, cách ngồi ở trong sớm hay là trong khoảng nhà. Tất cả những cái đó, đó nó tạo ra cái hình ảnh của một vị tăng sĩ có cái sự trang nghiêm, có quy nghi tế hạnh, thì cái đó cũng là tốt, cái đó cũng là tốt. Nhưng mà ở trong bài kinh này, ý Đức Phật muốn nói rằng là không nên chỉ làm cái hình thức đó suông, mà cần phải đoạn trừ các cái lậu hoặc phiền não nữa. 12 cái thứ phiền não nếu mà chưa diệt trừ được, không có diệt trừ, không có tác ý diệt trừ tham dục, không có đoạn trừ sân hận, phẫn nộ, hiềm hận, dèm pha não hại tật đố, tức là sự ganh tị, bỏng sẻn là sân tham, lừa đảo bằng trái ác dục tà kiến. Nếu mà không đoạn trừ được những cái đó thì lập hạnh làm cái hình thức để chi, không có lợi ích gì cả. Đức Phật này không có khen. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, không phải là Đức Phật này không có tán thán về hình thức trong đời sống tu tập, nhưng mà Ngài nói rằng là cái hình thức đó nó phải đi song song với cái thực chất ở bên trong. Như vậy cái hình thức đó mới là cao quý. Nếu chỉ có hình thức suông mà bên trong rỗng không, hoặc là hôi thối với những cái phiền não, thì như vậy cái hình thức đó vô ích, hình thức đó không đáng được tán thán, chỉ có như vậy thôi. Chứ tôi xin được chia sẻ với quý vị qua các câu thảo luận số 1. Nam mô Bụt Thầy. Sao thuộc cái trình thì tôi xin. Bạch Thầy Tòa Thầy Sư xin thỉnh Thầy Tòa trả lời cho một câu nữa rồi thỉnh Thầy Tòa đi nghỉ.
Bên Thiên Tòa Thiền Sư có nhiều người rất đặt nặng cái lòng thành, cái sự thành tâm trong sự tu tập, và người ta nghĩ rằng nếu mình tu sai nhưng mà mình tu bằng cái lòng thành thì nó vẫn tốt hơn là tu đúng mà không có tha thiết. Thượng Tọa có nghĩ như vậy không? Xin Thượng Tọa Quan Hỷ chia sẻ với đại chúng về suy tư của Thượng Tọa về điểm này. Kính thưa quý vị, ở đây có một điểm mơ hồ và một điểm thì nó phi lý. Khi mà chúng ta nói nếu tu tập sai nhưng có lòng thành thì có, thì tốt hơn là tu tập đúng mà không có tha thiết. Tu tập sai thì làm sao mà có lòng thành được? Mà lòng thành với ai? Lòng thành với ai? Lòng thành với Đức Phật thì không thể nào mà tu tập sai. Nếu như một người có một ý nghĩ sai, có một cái tri kiến sai, có sự hành trì sai, thì người đó, các vị tỳ kheo cần khuyên bảo: này hiền giả, chớ có suy nghĩ như vậy, chớ có nói như vậy. Nói như vậy là xuyên tạc Đức Thế Tôn, mà xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt, cần phải quy nhắc gì. Cho nên ở đây, nếu mà đã có lòng thành với Đức Phật, với giáo pháp và với chư tăng thì người đó sẽ không có tu tập sai. Và nếu như có cái gì mà nó đi trái ngược lại với cái tôn chỉ của Đức Phật, là cái đối tượng mà mình rất thịnh kích, thì tự nhiên lúc đó là vị hành giả sẽ phải dừng lại, và hành giả sẽ đi đến hỏi cặn kẽ xem có cái điều đó làm như vậy nó sai ở chỗ nào, làm như vậy có đúng hay không, vân vân. Cho nên tu tập sai thì không có lòng thành được. Mà nếu có lòng thành á, thì giống như là dân chúng ở bên ngoài, họ có cái tri kiến sai lệch nhưng mà họ rất là mê tín. Cái lòng thành ở đây phải được hiểu là mê tín, là họ đi đến một cái cội cây, họ khấn vái, họ không, dầu họ không hiểu được khấn vái ai ở dưới cội cây, cứ là giái ông ngai, ông tạ, ông địa, cứ vậy đó, mà không có chính xác đâu vì đâu hết, không chính xác đâu vì đâu hết. Cho nên cái lòng thành của họ thì nó đi kèm theo với cái tà kiến, cái đó là họ tu tập sai. Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói, thí dụ như trong trường hợp sự tu tập chỉ đặt nặng về tụng kinh, thì thưa quý vị, cái sự tụng kinh đó nó có nhiều cái hình thức, có nhiều vấn đề lắm. Một người họ siêng năng tinh tấn tụng kinh là vì họ sợ quên kinh điển,
quên Phật vô. Cho nên rảnh thì cứ họ cứ ngồi họ tụng hết cái, họ thuộc tới đâu họ cứ tụng nhớ hoài vậy, thì cái người đó họ đâu có cái gì là sai, họ đâu có gì là sai. Còn nếu như một người họ không cần biết tụng kinh có ý nghĩa như thế nào, họ chỉ cần biết là nếu làm như vậy thì nó sẽ có quy lực, bởi vì tụng niệm nó sẽ linh thiêng, thì trong trường hợp đó là họ cũng đã, cái lòng thành của họ cũng đã sai rồi, thì họ cái đó gọi là tu tập sai, mà cũng cái lòng thành cũng sai, thì cái chuyện đó là cái chuyện đáng khiển trách cả hai trường hợp. Còn cái phía thứ hai nói rằng tu tập sai mà có lòng thành thì có hơn cái sự tu tập đúng mà không tha thiết chăng? Ở đây nếu đã gọi là tu tập đúng thì người đó phải là tha thiết mới tu tập đúng được. Bởi vì nếu mà không có cái sự tha thiết đối với lý tưởng thì người đó sẽ không có cái sự tu tập đúng. Bởi vì tu tập đúng của một vị tỳ kheo là phải tinh tấn, phải thành tựu được niềm tin, phải có sự tinh tấn và phải có trí tuệ, cái đó mới gọi là tu tập đúng. Mà hãy một người có cái lòng tin, có sự tinh tấn như vậy đó thì đương nhiên là họ phải có cái sự tha thiết. Còn nếu như không tha thiết thì cái người này họ trở thành cái tâm quan phu, họ mà hễ cái tâm quan phu thì không thể nào mà gọi là một người có cái sự tu tập đúng được. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên hiểu nếu có cái sự thiết tha với cái mục đích cứu cánh của đời sống phòng hạnh thì người này phải có cái sự tu tập đúng. Nếu như có cái lòng thành kính đối với tam bảo thì người này không thể tu tập sai được. Sư nói khách tác, nếu có cái lòng thành kính đối với Đức Phật thật sự thì ông ta sẽ không có đi sai như thế. Ông ta sẽ không có chỉ trích Đức Phật như vậy. Sa môn Gotama không có chứng được thượng nhân thần thông, vân vân. Thì ở đây chúng ta phải hiểu trong cả hai vấn đề đó, nó gần như là nó phải đi gắn liền với nhau. Nếu thật sự đồng thành với Đức Phật thì người đó mới tu đúng. Còn nếu như có lòng thành mà theo kiểu mê tín dị đoan thì người đó là tu tập sai, thì cái trường hợp đó là nó tệ hơn. Còn cái trường hợp một người có tha thiết thì tất nhiên là họ phải tu tập đúng, tha thiết với đời sống phẩm hạnh đó thì họ phải tu tập đúng. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị
những gì mà thì tôi chắc đã nói, nói đơn cử đó, đã đơn cử hai trường hợp. Như trong trường thiền có hai người, một người tinh tấn chỉ thích nấu ăn, một người tinh tấn chỉ thích nấu ăn, cái đó là sai, cái đó họ tu sai. Bởi vì họ thích nấu ăn á, thì như vậy có nghĩa là họ không có tinh tấn theo pháp rồi. Còn nếu mà trường hợp một người chịu ngồi thiền mà không có tinh tấn thì cái này cũng là thất bại nữa. Bởi vì đã hành thiền mà hành thiền đúng thì phải là người tinh tấn. Còn nếu mà chỉ ngồi để cho lánh nặng tìm nhẹ, hay là ngồi để ngồi để cho thoải mái, ngủ gà ngủ gật, thì như vậy chúng ta nói đơn na bên ngoài chúng ta nói là hành thiền, nhưng thật sự người mà không có tinh tấn á, thì không thể nào mà gọi là người hành thiền được. Bởi vì hãy không tinh tấn á, thì cứ ngồi đó bị hôn trầm, cứ buồn ngủ, hay là ngồi bị phúc tâm. Nhưng mà người ngoài họ nhìn vào, họ đâu biết là cái vị hành giả đó là đang ngủ ở trong bụng hay là bị phóng vật đâu. Họ thấy ngồi hoài suốt ngày vậy đó thì họ cho rằng người đó hành thiền. Thì ở đây chúng ta nên lưu ý, cái người không có tinh tấn lắm thì không thể hành thiền được. Người không tinh tấn lắm thì không thể hành thiền được. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 4 mà thường gọi với đẳng vừa nêu, nó mua một thai vậy. Sao không kính được chư tọa thật sự? Bây giờ thỉnh chư tọa đi nghỉ. Chư tọa pháp tích, chư tọa có mặt ở trước mắt rồi, có nghe được không? Nếu chư tọa pháp tích nghe được, kính thỉnh chư tọa trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đi trẻ hả sư? Dạ, chờ cho chút xíu nha. Dạ, trường tọa pháp thân không biết tại sao mà phần đông người tu tập ở trong 10 người thì hết 7-8 người là nặng về hình thức, mà chùa nặng về việc pháp phục, rồi nặng về chùa chiền, nặng về hình tượng. Nhưng mà đời sống chúng ta như ở đây Đức Phật bị cảm biến phiền não thì chúng ta lại không chú ý nhiều. Thì tôi sẽ giải thích tại sao mà có cái hiện tượng là chúng ta nặng về hình thức không? Cái trình tự tập. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tự Tri, Sinh Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Ở đây thì có nghĩ rằng dạo thời kỳ Đức Phật đó thì Đức Phật luôn luôn đặt cái trọng tâm cho cái việc mà một vị đệ tử của Ngài đó là phải trau dồi cái nội tâm, phần lớn là như vậy. Cho nên là chúng ta thấy các vị thánh nhân cũng như là các vị đệ tử của Đức Phật đó, thì thường là dành cái thời gian nhiều để cho cái việc mà trau dồi cái đời sống phạm hạnh này, như trau dồi cái tâm của mình để làm sao để được giác ngộ. Điều đó là điều quan trọng nhất. Ngày nay đó thì con thấy rằng là người ta lại hay chú trọng đến cái hình thức,
hình thức từ ở bên ngoài, cái cách ăn mặc, cái cách sinh hoạt lễ nghi, rồi tất cả các cái thứ đó, thậm chí cái pháp môn tu đó, nó cũng có thể nặng về hình thức, nặng về hình thức. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái việc mà ví dụ như mình thấy rằng ví dụ như một người mà tu thiền, một người tu thiền thì chỉ là chuyên tâm tìm cái nơi thích hợp thanh vắng, cái nơi thích hợp để hoặc là nơi đó có những cái vị hành giả tu thiền cùng chung, hoặc là một cái nơi thanh vắng nào đó cô độc một mình để mà mình lo cái việc trau dồi nội tâm, tức là mình độc cư một mình để mà mình trau dồi nội tâm, thì cái việc đó chúng ta thấy rằng cái người ta đó có thể nói rằng để mà trau dồi cái tâm của mình nó cần phải có cái sự nỗ lực rất là nhiều, tinh tấn rất là nhiều, kham nhẫn rất là nhiều và cố gắng rất là nhiều. Bởi vì trau dồi cái nội tâm thì không phải là một chút với cái thời gian, bao nhiêu với thời gian đó là đủ, mà cần phải có cái sự liên tục thường xuyên để mà mình giữ cái tâm của mình ở trong một cái đề mục. Mà điều đó đó, thấy nhìn thấy như vậy nhưng mà rõ ràng là khó làm, làm đi làm lại, làm đi làm lại, rồi cái tâm của mình mới có quả mai để được thuần thục. Trong khi cái hình thức ở bên ngoài, ví dụ như là con thấy rằng ở trong Phật giáo Nam truyền thì ví dụ như là chúng ta niệm Phật thì mình lấy một trong 10 cái hồng danh của Đức Phật, ví dụ như A-ra-hăn hay là Đức Thế Tôn vân vân, thì chúng ta khi mà chúng ta niệm về cái một trong 10 cái hồng danh đó đó, thì mình lấy cái hồng danh đó để mà mình niệm, rồi mình suy tưởng đến những cái ân đức đó, những cái ân đức đó của Đức Phật, của Đức Phật. Còn đối với Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta thấy người ta niệm người dựa vào cái danh từ riêng của một ông Phật nào, một vị Phật nào đó, một vị Phật nào đó, trong khi mà họ niệm thì con nghĩ rằng họ thậm chí họ la lớn lên, họ nói lớn lên, họ niệm ra cái tiếng, cái hình thức, thì chúng ta thấy rằng nó liên quan đến cái hình thức rất là nhiều. Rồi nhiều khi cái cách ngồi tu tập cũng chú trọng đến cái hình thức. Thật sự mà nói thì đã là lễ nghi thì nó phải có cái hình thức, mà là hình thức thì nó phải là trang nghiêm, nó có đâu rõ ràng đó. Ví dụ như về pháp phục, tức là về y phục của mình, pháp phục của mình thì nó cũng phải là đồng bộ, rồi đi đứng cũng phải là trang nghiêm, niệm hương cũng phải là trang nghiêm, rồi đảnh lễ cũng phải là trang nghiêm, từ tốn nhẹ nhàng, vân vân. Thì cái điều đó khi mà đã nói hình thức thì chúng ta phải có cái sự trang nghiêm ở đó thì nó mới biểu hiện lên cái hình thức của một cái sự lễ bái hay là tụng niệm gì đó của một tôn giáo. Nhưng mà nếu mà đời sống nội tâm á, có nghĩ rằng một người mà chuyên tâm cho cái việc mà hành đạo đó thì cái bấy giờ đó là lại là chuyên tâm cho cái việc mà trau dồi cái nội tâm. Mà ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng người ta hay chú trọng đến cái hình thức là nhiều. Bởi vì con thấy rằng giống như mình có những người đi chùa tụng kinh thì được, hay hoặc đi chùa làm công quả thì dễ đối với họ, nhưng mà bảo họ là vô để mà ngồi thiền thì họ rất là sợ, họ rất là sợ. Bởi vì họ nghĩ rằng họ ngồi không được, một là họ về thể chất thì họ bị tê chân tê cẳng do họ không quen, cái thứ hai cái tâm của họ vọng động cho nên là họ không thể nào mà ngồi yên với một cái bằng ấy, với cái thời gian họ không thể nào ngồi yên được, cho nên là họ rất là sợ ngồi thiền, sợ cái đời sống ngồi thiền. Trong khi thì họ chỉ là đi chùa công quả,
hoặc là đi chùa họ tụng kinh rồi họ về, chứ họ không bao giờ mà họ bảo là họ ngồi thiền mà để họ ngồi thiền. Mặc dù mình biết á, thiền á, để giúp cho cái tâm của họ được an lạc, yên tĩnh thì sẽ có được cái sự an lạc, nhưng mà họ do cái khuynh hướng thường ngày thói quen là vọng động rồi, bây giờ bảo là ngồi thiền thì đối với họ rất là khó khăn. Cho nên con nghĩ rằng khi mà mình nói là trau dồi cái nội tâm thì thật sự cái tâm của mình á, mình có phóng túng hay là mình yên tĩnh thì cũng khó ai biết được, ngoại trừ những cái vị mà thiền sư á, thì người ta nhìn mình thì người ta biết mình á, là một phần nào đó là biết cái tâm của mình á, nó vọng động hay là tâm mình nó an tĩnh, người ta biết được. Nhưng mà phần lớn á, thì cái tâm của mình phóng hay là vọng động hay là cái tâm mình yên tĩnh thì khó ai biết được. Còn cái hình thức ở bên ngoài thì con nghĩ rằng mình làm sai cái gì chút thì có lẽ là người ta đánh giá rồi. Mà trong khi á, cái nội tâm á, thì cái việc mà tu tập á, thì cần chú trọng đến cái nội hàm của chính mình. Tức là mình tu tập làm sao để mà mình cái tâm của mình được an tịnh. Thì như vậy thì con nghĩ rằng chính cái đó là cái sự thứ nhất là làm cho mình, nếu mà mình tu thiền tốt, mình tâm mình được định tĩnh thì mình sẽ có được cái sự an lạc. Cái thứ hai nữa là từ cái sự định tĩnh đó mà cái niềm tin của mình, cái sự tinh tấn của mình ở trong cái chánh pháp á, nó được phát triển, sự nỗ lực của mình nó càng tăng trưởng hơn thêm, niềm tin của mình nó càng tăng trưởng hơn thêm, bởi vì do mình hành pháp mà mình được cái sự an lạc, cho nên là mình cái niềm tin của mình nó vững hơn. Trong khi những cái người khác á, từ từ cái hình thức ở bên ngoài đó, do là cái nội tâm của họ không được sự an tịnh, họ chú trọng cái hình thức bên ngoài đó, thì khi mà cái tâm không an tịnh như vậy thì họ gặp một cái chuyện gì đó thì họ dễ thối thất cái niềm tin, họ dễ bị sa sút đối với đời sống tu tập của họ. Như vậy thì con nghĩ rằng với một người đó thì phần lớn thì người ta lại thích chú trọng đến những cái hình thức. Ví dụ như mình con thấy rằng khi mà riêng về cái gì đó, nếu mà đã trở thành một cái nghi lễ thì người ta thường chú trọng đến cái hình thức. Mà ví dụ như là có những người rất là chú trọng về hình thức, cho nên nhiều khi người ta nhìn vô cái Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, thì chúng ta không có những cái hình thức, mà mình nói một cách khác đó là hơi rườm rà đó. Thì có người họ thích rườm rà, hết chuyện này họ bài cái này thì họ bài cái kia ra, nó tạo ra cái vẻ rườm rà như vậy, cái những cái mà không cần thiết. Nhưng mà có người họ rất thích những cái điều đó. Trong khi mà bảo rằng trao dồi cái nội tâm với những cái đề mục như vậy để sửa đổi với cái lời nói, hành động, hành vi của mình trong cái lúc đi đứng nằm ngồi có sự thu thúc ấy, thì họ không chú trọng tới, không chú trọng tới. Vì vậy cho nên là con thấy rằng cái cốt lõi của Phật giáo đó là không phải là cái chỗ ở cái hình thức không, mà là ở chỗ nội hàm, tức là ở cái chỗ mà một cái người tu tập thiện tập mà có được cái sự an lạc, từ đó ra thì họ mới giữ được cái diền mối ở trong Phật giáo này rất là mạnh, rất là vững. Dù là trong trường hợp nào, hoàn cảnh nào thì họ luôn luôn giữ được đạo của một cái người mà thật sự là mình có được sự an lạc do sự hành pháp. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú kính trân Thượng Tọa Pháp Tịnh. Đại Đức Pháp Tịnh, hôm nay không biết Đại Đức Pháp Tịnh có nghe được không? Dạ. Đại Đức Pháp Tịnh, trong bài kinh hôm nay nói về sa môn hạnh thì Đức Phật Ngài có đặc biệt đề cập đến bốn pháp từ bi hỷ xả, là nói với lòng lân mẫn,
là bi bẩn đối với muôn loài chúng sanh. Thì theo đại đức tính, cái kinh nghiệm bản thân của mình, thì với người tu tập thì bốn cái tánh từ bi có những cái lợi lạc và có cái tính chất thiết yếu như thế nào, xin kính thỉnh đại đức Phật tử. Mô Bụt Tà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhẫn, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Truyền cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, ở trong cái bài kinh này đó, có đề cập đến 40 đức tính từ bi hỷ xã. Thì tại sao mà ở trong cái bốn đức tính này được nói ở trong bài kinh, hoặc là đối với cái đời sống xuất gia thì tại sao phải có bốn cái đức tính này? Thì kính thưa quý vị, đối với cái đời sống sa môn hành hoặc là ở trong cái đạo Phật của chúng ta được biết đến là đạo Phật từ bi và trí tuệ. Do vậy đó thì đối với các vị sa môn hoặc là bậc tu hành, khi mà chúng ta tu tập đó, thì cái cốt yếu là để cho chúng ta đạt đến cái sự giác ngộ. Mà nếu mà chúng ta mà muốn đạt đến cái sự giác ngộ đó thì chúng ta phải có giới, hoặc là chúng ta phải tu tập làm sao mà có cái sự định tĩnh hoặc là có trí tuệ. Thì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đạt đến cái điều đó đó, thì trước nhất đó, là chúng ta phải tránh xa những cái sự sát sanh vân vân. Thì thường thường đó, khi mà chúng ta mới vào chúng ta tu tập đó, ta sẽ có cái tâm mà chúng ta giữ giới. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ giới thường thục rồi đó, thì lúc bấy giờ tâm của chúng ta sẽ phát triển được tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Có nghĩa là đúng theo một cái vị sa môn thì coi như là luôn luôn có tâm từ với mọi loài chúng sanh. Đối với một cái vị sa môn thì phải có những cái đức tính như là cái tâm bi, có nghĩa là mình thương tưởng những cái chúng sanh, rồi tâm hỷ, tâm xả. Thì một cái vị sa môn mà chân chánh phải có những cái đức tính này đi kèm theo thì coi như là mới thành tựu được một cái vị tánh sa môn. Chứ nếu mà bây giờ mà mình tu tập đó, mà mình không có tâm từ với mọi loài, mình tu tập mà mình không có tâm bi với mọi loài, rồi mình tu tập mà mình không có cái tâm hỷ, cái sự quan hỷ đối với các chúng sanh, hoặc là tâm xả đối với các chúng sanh, thì chúng ta không có thể nào mà chúng ta đạt đến, chúng ta không có thể nào mà chúng ta đạt đến cái quả vị sa môn. Tại sao mà quý vị thấy rằng có những cái bài kinh thì nhắc vào những cái điều này, có những cái bài kinh thì không có nhắc? Cái điều đó là cái những cái bài kinh mà không có nhắc đến những cái điều này là không phải là những cái vị đó là không có tâm từ hoặc là không có tâm bi, nhưng mà do cái cốt yếu cái bài kinh đó là đang nói về, thí dụ như là một cái bài kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc đi, thì do cái bài kinh đó đang nói về những cái cách để mà đoạn trừ lậu hoặc, thành ra chỉ nhấn mạnh về cái điều đó thôi. Chứ khi mà các vị sa môn mà đang trên cái con đường mà tiến đến quả vị sa môn hạnh thì lúc đó là coi như là vị nào cũng phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thành ra mới được, mới đủ cái khả năng để mà đoạn trừ những lậu hoặc, hoặc là mới đủ khả năng để trở thành một cái vị sa môn. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này đó, Đức Phật sẽ nêu thêm bốn cái đức tính này,
Và một nếu mà chúng ta quay lại ở phía phần đầu của bài kinh đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với những cái vị ngoại giáo đó, người ta có một cái sự hiểu lầm. Thí dụ như người ta ăn những cái thức ăn, người ta sợ những cái con này nó rớt vô, những cái con kia nó rớt vô, thành ra người ta lấy đồ, người ta che, người ta đậy, cũng như là giống như là mình có tâm từ với những cái chúng sanh, mình không có ăn những cái chúng sanh đó. Thật sự ra cái điều đó nó không phải, quý vị, không phải lúc mà chúng ta ăn chúng ta mới có cái tâm từ với những cái chúng sanh. Những cái sự mà đi đứng nằm ngồi hoặc là ở trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải nêu cao những cái đức tính này hết. Thành ra đó, ở trong theo như chúng tôi nghĩ đó là ở trong cái phần cuối của cái bài kinh này nêu lên bốn cái đức tính này để chỉ cho chúng ta cái cách mà chúng ta tu tập, cái cách chúng ta tu tập làm sao mà nội tâm của chúng ta có được bốn cái đức tính này, chứ không phải vào cái lúc ăn hoặc là vào những cái lúc mặc y phục mà mình có những cái đức tính này đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng ở trong một cái đoạn khác thì Đức Phật cũng nói đối với một cái vị sa môn chánh hoặc là đối với bậc đạo sư đó, thì giống như con sư tử, giống như con sư tử khi mà một cái mũi tên được phát ra từ cái hướng nào thì con sư tử sẽ bay đến cái hướng đó để mà dồ lấy cái người mà bắn ra cái mũi tên đó. Còn đối với ngoại đạo thì coi như là giống như là những con thú rừng khi mà thấy cái mũi tên thì nhào đến mũi tên và ngửi và hửi cái mũi tên đó, cũng như là không biết tìm ra cái nguồn gốc. Còn đối với những cái vị sa môn tu tập chân chánh thì chúng ta phải biết được những cái gốc tích, cái chỗ nào phát ra cái mũi tên, có nghĩa là những cái gốc tích, cái chỗ nào mà chúng ta cần phải tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì chúng ta cần phải tu tập ngay từ lúc đó, chứ không phải rằng là phải chờ cái lúc mà có thức ăn rồi chúng ta lấy vải chúng ta che lên cái thức ăn. Không phải chúng ta chờ đến cái lúc mà chúng ta sẽ nhận định rằng là đối với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả phải có mặt ở trong tâm của một cái vị xuất gia, của một cái người mà tu tập. Thì ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng, theo chúng con nghĩ rằng đối với bốn cái đức tính từ bi hỷ xả được nhấn mạnh trong cái phần thiết yếu của đời sống của một cái vị xuất gia, thứ nhất là nêu lên cái tinh thần của một vị xuất gia phải có những cái đức tính này, thứ hai là muốn chỉ ra những cái sai của đối với những cái người ngoại đạo, người ta cũng muốn có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nhưng mà người ta không biết cái cách để mà tu tập, thành ra người ta đi theo cái đường hướng nó không có đúng với cái tinh thần của một cái vị sa môn. Vậy thì ở trong cái này thì theo chúng con nhận định rằng là nó có hai cái vấn đề, hai cái thiết yếu của đời sống. Thứ nhất là từ bi hỷ xả là cần thiết cho đời sống của một vị xuất gia. Thứ hai là muốn chỉ ra những cái điều sai của ngoại đạo khi mà cũng muốn có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, nhưng mà không biết cách tu tập. Thành ra Đức Phật đã nêu cái từ bi hỷ xả ở trong cái phần cuối của bài kinh này là như vậy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhà. Sa thủ cái trình đại chúng Phật tử, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo lời của chư tăng, chúng tôi xin có vài điều được chia sẻ những cuối bài học này. Ở trong kinh bài kinh mà chúng ta đang thảo luận, chương kinh Mạ Thôn đó, Đức Phật ngài ở đầu cuối ngài có dùng một cái ví dụ là có một hồ sen rất là trong và mát. Những người từ bốn phương Đông Nam Tây Bắc cùng về để mà được uống nước giải khát, tắm rửa mát mẻ. Nói chung là hồ sen mang lại rất là nhiều điều.
Thì Ngài dùng cái hình ảnh đó để thí dụ cho cái tinh túy của giáo pháp là cái gì mà khiến cho những người con Phật, dù từ những giai cấp nào, giai tầng nào trong xã hội, đều được hưởng cái lợi lạc chung. Điểm này có một ý nghĩa rất là quan trọng đối với tất cả chúng ta. Vào cái thời buổi nào mà những người Phật tử, dù xuất gia, tại gia, mà chúng ta có sự phân hóa, chia rẽ, thì chúng ta nên nhớ rằng những cái nguyên nhân là chúng ta không tập trung vào những cái điểm tinh hoa của giáo pháp. Chúng ta không lấy được cái tinh hoa giáo pháp làm việc chung. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có một số các ngôi chùa hiện nay có cái sự phân hóa chia rẽ, chi tăng vì những cái bất đồng chính kiến. Và ví dụ như là về quan điểm này, quan điểm kia chia rẽ với nhau. Không ai chúng ta là những ngôi chùa mà những chư tăng như vậy đó không có được cái điểm chung. Điểm chung ở đây là cái tinh hoa của pháp học và pháp hành. Nếu chúng ta có cùng chia sẻ một cái trọng điểm như là hành thiền tứ niệm xứ, hay là học thắng pháp, hoặc giả là chúng ta đặt nặng vấn đề tam đại kinh điển, thì do có cái mẫu số chung đó thì mình dễ dàng để vượt qua những cái bất đồng nhỏ khác ở bên ngoài. Nhưng mà khi cái tinh túy không có, cái tinh hoa không có đó, thì thứ vì những cái dị biệt mà nó nhỏ nhặt khác đó, nó trở thành vấn đề lớn. Về điểm này thì cháu nghe một lần ở trong một bài nói chuyện đó, ở trên chương trình PBS, một nhà xã hội học đã nói rằng trong cái quan hệ vợ chồng đó, ai cũng nghĩ rằng điểm tốt đẹp nhất là làm sao giữa vợ chồng không có những cái dị biệt mà hoàn toàn có thể đồng thuận với nhau. Thực tế không phải như vậy. Dị biệt thì luôn luôn là có đó, là nam là nữ, khác giới tính thì tự nhiên phải có sự dị biệt. Rồi chưa kể đến cái quan niệm, niềm tin vân vân. Nhưng mà người ta để ý thấy như vậy là ở trong cái cuộc hôn nhân nào mà tại đó người ta có những cái mẫu số chung và người ta tập trung vào đó nhiều, thì những cái gì bị khác nó không là vấn đề. Lấy ví dụ như là vợ chồng có thể khác tánh ý với nhau, nhưng mà cả hai đều lấy cái việc lo cho con, hay lấy việc làm ăn buôn bán, hay lấy việc phụng sự, thì chính cái đó là cái mẫu số chung. Vì vậy khi mà Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của cái hồ sen là một cái nơi giải khát cho người đến từ Đông Nam Tây Bắc, thì Ngài cũng cho chúng ta thấy một điểm rằng nếu ở trong lòng của chúng ta có được cái tinh túy, cái tinh hoa của giáo pháp, thì chúng ta sẽ gần với nhau, chúng ta sẽ dễ dàng để chia sẻ với nhau, và chúng ta ít phân hóa. Nhưng một khi mà không có cái gì gọi là đặt nặng về pháp học, đặt nặng về pháp hành, đặt nặng về vấn đề hoằng pháp, đặt nặng về vấn đề gì đó, thì chúng ta rất là dễ dàng bị manh mún, và chúng ta rất là dễ dàng là mạnh ai nấy sống. Tại vì sao vậy? Nó không có cái điểm chung, nó không có tiếng nói chung, không có được cái gì mà gọi là một gạch nối giữa chúng ta với chúng ta hết. Nên ở bất cứ hoàn cảnh nào mà mình cảm thấy rằng chúng ta không gần nhau, thì nó phải là do sự khác biệt không, mà do chúng ta thiếu gạch nối. Cái gạch nối đó là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng quan trọng, cái gì nghĩ rằng thiết yếu, cái gì nghĩ rằng đẹp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là chư tăng sinh hoạt ở trong rung Phật Pháp Bố Thí Tăng Ma này. Nếu mà nói về sự khác biệt đó, thì ngay cả bản thân của chúng tôi và Thượng Tọa Tự Siêu cũng có những gì biệt, mặc dù là anh em ruột đó, còn chưa kể tất cả chư tăng khác. Nhưng mà chúng ta cùng có thể ngồi nhau, cùng nhau ngồi trong một đạo tràng, ở trong một ngôi nhà chung của giáo pháp, là vì cái lòng kính tin của chúng ta đối với tam tạng kinh điển, cái một cái lòng
nhiệt thành đối với pháp bảo. Nếu mà chúng ta có được một cái giá trị chung để chia sẻ thì thưa quý vị, chúng ta rất là dễ để tiếp tục đồng hành, cho dù chúng ta có sự khác biệt nhỏ. Để tiếp tục đồng hành, cho dù chúng ta có sự khác biệt nhỏ. Do vậy, trong cái thí dụ mà về hồ sen mà Đức Phật đề cập ở tại đây cũng cho chúng ta một cái bài học rất lớn ở trong cuộc sống, là đôi lúc chúng ta đừng tìm cách để làm sao cho giống nhau hay là xóa đi tất cả những gì biệt, mà thay vào đó thì chúng ta nên tìm cái mẫu số chung, có cái gì đó mà thật sự là cái tinh túy có thể phát triển được. Chúng tôi có một thời gian sinh hoạt với Chư Tăng Tây Tạng á, thì chúng tôi sẽ để ý nhiều điểm như vậy, là người Tây Tạng á, thật ra không phải là họ không có khác biệt đâu, họ có nhiều cái chuyện khác biệt lắm, nhưng mà cái đặc điểm mà nhà sư Tây Tạng thường dễ dàng để cùng sinh hoạt đó là họ có cái bản sắc văn hóa. Rồi ví dụ như làm đồ hình Mạng Đà La, ví dụ như trì chú, hay là họ có một số rất là nổi trội về cái tinh hoa của văn hóa, tinh hoa của Phật học mà tất cả người Tây Tạng đều tôn thờ, và do vậy nó dễ cho họ sinh hoạt chung với nhau hơn là người Việt Nam. Phật giáo Việt Nam thì chúng ta phải nhìn nhận có một điểm, đó là đôi lúc chúng ta không có nhiều cái gọi là cái tinh hoa chung giữa các chùa chiền, giữa các tôn phái, thành ra nó trở thành phe đảng, nó trở thành vấn đề sơn môn. Ví dụ như là dòng nào thì dòng đó, hay là nhóm nào thì nhóm đó. Nhưng mà ngày nào đó mà tất cả chúng ta cùng có thể ngồi lại với nhau vì tinh hoa của giáo pháp, thì lúc đó thật ra thì mới đó là cái chất keo sơn gắn bó lâu dài. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính truyền Chư Tăng đã vào Room để thuyết giảng. Đảnh lễ quý thầy, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông. Xin được thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn chủ nhiệm Óp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bị mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức, Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phủ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Xin nhờ cô Nhật Quỳnh hay cô Lăng Nhật Nguyệt kính mở kinh cuối buổi học. Dạ, xin cảm ơn. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền cầm sanh.
thương thường thiện nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc hòa thủy nhân la pang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang su bang ga lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang su bang ga lang ga khan tu sa Yeah.